mỗi một quốc gia, một khu vực luôn có những giá trị lịch sử được cất giữ, lưu truyền qua bao nhiêu thế hệ. Đó được gọi là giá trị truyền thống. Mỗi quốc gia đều chọn cho riêng mình một vẻ đẹp riêng, một bộ trang phục mang nét đặc trưng và là quốc hồn của quốc gia đó. Chúng ta hãy thử tìm hiểu xem nét đặc trưng riêng trong mỗi bộ quốc phục của từng quốc gia có những đặc điểm riêng và mang ý nghĩa gì nhé. 1. Sườn xám Thượng Hải. Sườn xám là một sự kết hợp giữa vẻ đẹp thướt tha của phương Đông và sự quyến rũ gợi cảm của phương Tây, với thiết kế xẻ tà cao được cách tân qua từng giai đoạn. 2. Kimono Nhật Bản. Trên những bộ phim truyền hình, ta thường bắt gặp người phụ nữ Nhật Bản duyên dáng trong bộ kimono, là đặc trưng của Nhật Bản ngoài vẻ đẹp của hoa anh đào. Với mỗi bộ kimono được sử dụng cho những dịp khác nhau, ngày quốc lễ, ngày trọng đại của gia đình, tiệc trà đạo hay những dịp vui chơi lễ hội. 3. Hanbok Hàn Quốc. Hanbok là trang phục truyền thống của Hàn Quốc, tuy hơi dễ nhầm với kimono của Nhật Bản vì kiểu dáng gần tương đồng. Tuy nhiên, Hanbok nhìn bên ngoài là phần áo tròn chokori ngắn và phần chân váy chima dài, được tạo phồng lên bởi rất nhiều lớp váy bên trong rất cầu kỳ. Sari của Ấn Độ. Sari hay còn gọi là sari là bộ trang phục truyền thống tại đất nước Ấn Độ. Nếu bạn là một fan cuồng của bộ phim Cô Dâu 8 tuổi, chắc hẳn bạn đã được chiêm ngưỡng khá khá những mẫu sari ấn tượng, được thiết kế cầu kỳ và rất nhiều loại phụ kiện mà người mặc đeo lên người. Bộ sari được xuất hiện từ khoảng năm 150 trước công nguyên, có thể nói là tuổi đời rất lâu. Và nếu như người Nhật tự hào với trang phục kimono, người Hàn Quốc tự hào về hanbok truyền thống, thì người Việt Nam ta cũng có chiếc áo dài. Chiếc áo dài trở thành biểu tượng cho trang phục của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Áo dài được tạo thành từ hai phần riêng biệt, áo cổ cao che thân từ cổ đến quá đầu gối hoặc xuống đến gót chân, xẻ tà từ eo trở xuống. Quần dài được làm từ vải lụa hoặc vải mềm. Thời xưa, áo dài là trang phục được sử dụng cho cả nam lẫn nữ và được dùng ở mọi nơi, mọi thời điểm. Tuy nhiên, hiện nay áo dài hầu như chỉ còn được sử dụng cho phái nữ trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm long trọng. Vậy thì trong thử thách ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng nhau thử tài kết hợp các bộ trang phục truyền thống để xem chúng mình có mặc đúng trang phục truyền thống của đất nước đó hay không nhé. Trong chương trình này thì chúng ta sẽ sử dụng biến để lưu dữ liệu cho từng phần trang phục và
thân trên, thân dưới và phụ kiện. Sau đó chúng ta sẽ đặt mỗi một phần trang phục tương ứng với một số, sao cho các phần trong một trang phục đều bằng nhau. Ví dụ đặt dữ liệu cho bộ trang phục hanbok, cô sẽ có biến thân trên bằng 1, biến thân dưới bằng 1, biến phụ kiện bằng 1. Sau đó sử dụng câu lệnh điều kiện kết hợp với câu lệnh và để đưa 3 điều kiện cần thiết khi ghép vào bộ trang phục hoàn chỉnh. Ở đây cô có ví dụ gấp 3 điều kiện như sau. Nếu biến thân trên bằng 1 và biến thân dưới bằng 1 và biến phụ kiện bằng 1 thì lúc này bộ trang phục của chúng ta đã ghép đúng các phần với nhau và sẽ phát âm thanh đúng. Cộng điểm và đưa lên lời nói đã ghép đúng. Nếu không thỏa mãn 3 điều kiện trên, tức là có một biến không bằng 1 và đồng nghĩa với việc có một phần trang phục bị khác trong bộ đó thì sẽ phát âm thanh sai rồi. Và trừ điểm. Cô sẽ giải thích thêm cho chúng ta sự khác nhau giữa hai câu lệnh và với câu lệnh hoặc. Nếu cô sử dụng câu lệnh hoặc vào điều kiện trên thì một trong 3 biến bằng 1 là được. Như vậy nếu như trong bộ trang phục đó chúng ta chọn một cái phần khác của bộ trang phục thì chương trình cũng vẫn sẽ chấp nhận và đưa ra kết quả là đúng. Còn nếu ta dùng câu lệnh và, tức là cả 3 biến đều phải thỏa mãn điều kiện đưa ra thì câu lệnh mới được chấp nhận là đúng và thực hiện câu lệnh bên trong. Vậy sau gợi ý và giải thích của cô thì chúng ta hãy thử tiếp tục thực hiện lại trò chơi này nhé. Và đặc biệt là các bạn nữ thích những bộ quần áo thời trang và thích thử tải ghép những bộ thời trang này thì chúng mình hãy cùng sáng tạo trò chơi này nhé.